Xin chào các bạn, lại là thầy Toàn đây. Hôm nay thầy Toàn vẫn tiếp tục làm video để cho các bạn có thể học và ôn tập tiếng Việt ở nhà nhé. Ngày hôm qua thầy đã có một video để hướng dẫn cho các bạn học sinh lớp 9 làm thế nào để phân biệt được biện pháp tu từ, ẩn dụ và hóa dụ. Và ngày hôm nay vẫn tiếp tục với chủ đề là biện pháp tu từ. Thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn làm thế nào để phân biệt được hai biện pháp tu từ phép lập và phép điệp. Sở dĩ thầy chọn phép lập và phép điệp vì thầy biết rằng là có nhiều bạn học sinh cho tới ngày hôm nay vẫn không phân biệt được khái niệm và cũng như là cách sử dụng phép lập và phép điệp. Thì trước khi dạy bài học này thì thầy đã gửi những câu hỏi cho các bạn qua email và có một số bạn trả lời cho thầy là các bạn thầy thấy là các bạn dùng những khái niệm ở trong sách hoặc là các bạn dùng những khái niệm và cách phân loại ở trên mạng, các bạn trả lời lại cho thầy là phép lập là gì nè, rồi phép điệp là gì nè và cách phân loại như thế nào. Tuy nhiên mà thầy không biết là các bạn có thật sự hiểu hay không. Và trong đó một số câu trả lời rất là thú vị và thầy chọn ra để thầy có thể đọc cho các bạn nghe nhé. Có bạn thì trả lời cho thầy là em biết hai cái này nó không phải là một. Nếu là một thì người ta đặt hai cái tên làm gì khi cho rắc rối. Em chỉ biết chúng giống nhau là đều có sự xuất hiện nhiều lần của từ nè, hoặc là của một cụm từ nào đó thôi. Còn vì sao thì em không biết. Có bạn thì trả lời cho thầy là theo em thì hai cái này là một vì em chẳng thấy nó khác nhau chỗ nào cả. Có bạn thì trả lời cho thầy là khó thật đấy, chẳng biết là giống hay khác nữa. Em học tiếng Việt cũng khá chứ bộ, nhưng thật sự là chưa bao giờ em phân biệt được hai cái này. Có khi thì em làm là lập, có khi thì em làm là điệp, có khi em đúng nhưng cũng có khi em sai. Các bạn thì trả lời cho thầy là theo em điệp là một bộ phận của phép lập. Hai cái này khác nhau ở chỗ là đều có sức biểu cảm, nhưng điệp thì biểu cảm gợi cảm hơn về hình ảnh nhạc điệu, còn phép lập thì đa phần lặp lại là về ngữ âm. Và bạn cho thầy luôn một ví dụ: người về chiếc bóng năm canh, kẻ đi muôn dặm một mình xa xôi, vầng trăng ai sẽ làm đôi, nửa yên gói chiếc nửa soi dặm trường. Bạn còn đặt tên cho thầy chữ soi nè, chữ đôi nè và chữ soi nữa. Thì bạn trả lời cho thầy cũng đúng đó, nhưng mà còn thiếu nhé các em. Ngày hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho các em là làm thế nào để mà mình có thể phân biệt được biện pháp tu từ phép lập và phép điệp nhé. Trước hết, để làm thế nào có thể phân biệt được phép lập và phép điệp thì thầy sẽ định nghĩa cho các bạn nghe nhé. Phép lập là gì và phép điệp là gì? Thì trước hết nè, phép lập là cách dùng đi dùng lại một yếu tố ngôn ngữ ở những bộ phận khác nhau. Trước hết, ở đây là những câu khác nhau của văn bản nhằm làm gì? Nhằm tạo cái sự liên kết của những các câu lại với nhau. Thì về phép lập chúng ta sẽ thường thấy là mình có thể là lập âm nè, có thể là lập từ nè, hoặc cũng có thể là lập về cú pháp. Còn về phép điệp thì phép điệp cũng là cách lập đi nè, lập lại một yếu tố ngôn ngữ. Ví dụ như về ngữ âm nè, ví dụ như là về từ nè, ví dụ như là về câu nè. Dùng để làm gì các bạn? Dùng để nhấn mạnh ý nghĩa và cảm xúc, nhằm để nâng cao cái khả năng biểu cảm, khả năng gợi hình của vấn đề mà người ta muốn nhấn mạnh vào đó. Thì thường thường phép điệp người ta có thể là điệp từ nè, hoặc cũng có thể là điệp một cụm từ gọi là điệp ngữ, hoặc là điệp câu. Đó là về khái niệm của phép lập và phép điệp. Nghe thì cũng có vẻ như là giống nhau, nhưng mà thật sự là khác nhau. Các bạn nên nhớ rằng phép lập là dùng để liên kết, còn phép điệp là dùng để gì? Dùng để nhấn mạnh cái cảm xúc mà người ta muốn gợi nó lên cho cái người đọc có thể hình dung ra được, và nó có một đặc điểm gì đó mà người ta muốn nhấn mạnh vào đó. Và để có thể dễ dàng hơn trong việc phân biệt phép lập và phép điệp, thầy sẽ có một số ví dụ cụ thể cho các bạn nhé. Ví dụ thứ nhất, thầy có câu như sau: tre giữ làng,
giữ nước, giữ mái nhà canh, giữ đồng lúa chín. Ở đây các bạn thấy có từ nào được lặp lại nè? À đúng rồi, đó chính là từ giữ đúng không nào? Nhưng có một số bạn nói là từ giữ này cũng là phép lặp, nhưng có một số bạn thì nói từ giữ này là phép đẹp. Vậy thì theo các em đó là lặp hay là đẹp? Vâng đúng rồi, đó chính là phép đẹp nha. Vì sao? Vì các bạn sẽ nhìn thấy nè, cái từ giữ này có chức năng là gì? Chức năng là liên kết hay là chức năng là nhấn mạnh? Vâng, đó chính là chức năng nhấn mạnh nha. Nhấn mạnh cái phẩm chất của cây tre, giống như là phẩm chất của con người Việt Nam vậy. Lúc nào cũng giữ làng nè, giữ nước nè, giữ mái nhà tranh, giữ đồng lúa chín, giữ những cái gì đó thân thuộc với mình, gần gũi với mình. Và giống như là phẩm chất của con người Việt Nam lúc nào cũng bảo vệ, cũng trung. Tiếp tục thầy sẽ có một cái ví dụ thứ hai nhé. Thầy sẽ có bốn câu ca dao như sau: trèo lên cây bưởi hái hoa, bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân, nụ tầm xuân nở ra xanh biếc, em lấy chồng rồi anh có tiếc thay. Thì ở đây các bạn thấy cái hình ảnh nụ tầm xuân được lặp lại trong câu thứ hai và câu thứ ba như vậy, đó là phép lặp hay là phép điệp nè? Vâng, đó chính là phép điệp nha các bạn. Vì đây là một cái ý đồ nghệ thuật của tác giả, chúng ta không thể nào thay thế được nụ tầm xuân của câu thứ ba thành những cái từ khác, ví dụ nhờ từ hoa này hay là hoa đó, nó sẽ làm mất đi cái ý nghĩa của câu. Và nhấn mạnh cái từ nụ tầm xuân này của tác giả nhằm gì? Nhằm làm tăng lên cái sự gợi hình, gợi cảm của câu này. Nụ tầm xuân này chúng ta có thể hình dung ra đây là người con gái, cái tuổi trẻ của người con gái. Tiếp tục là một cái ví dụ thứ ba nhé. Thầy sẽ có một câu tục ngữ rất là quen thuộc: gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Ở đây các bạn thấy, chúng ta có thấy cái từ nào được lặp lại hai lần này? À đó chính là từ gần. Vậy thì các bạn nghĩ xem, từ gần này dùng để nhấn mạnh hay là dùng để liên kết? Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Vâng đúng rồi, đó chính là dùng để liên kết giữa cái cụm thứ nhất và cái cụm thứ hai thôi. Nó dùng để làm cho câu rõ hơn, gần cái này và gần cái kia thôi, chứ không có tác dụng là gợi ra chúng ta một cái cảm xúc gì cả. Cho nên ở đây là phép lặp nha các bạn. Và bây giờ thầy sẽ có một ví dụ cuối cùng dành cho các bạn nhé. Thầy có bốn câu ca dao như sau: anh đi anh nhớ quê nhà, nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương, nhớ ai dải nắng dầm sương, nhớ ai tát nước bên đường hôm nào. Ở đây các bạn thấy có sự lặp lại từ nào? Đó chính là từ nhớ. Từ nhớ được lặp lại tới 4 lần luôn. Vậy thì từ nhớ này có chức năng là liên kết các câu lại với nhau hay là nhấn mạnh cảm xúc? Vâng, đó chính là nhấn mạnh cảm xúc, nhấn mạnh cái nỗi nhớ của người con trai dành cho người con gái, nỗi nhớ về những cái điều thân thuộc với mình, với cuộc sống của mình hàng ngày. Vậy thì ở đây đó chính là phép điệp. Vậy thì trong bài học ngày hôm nay, thầy đã giúp cho các bạn có thể phân biệt được phép điệp nè và phép lặp nè. Vậy thì thầy sẽ tiếp tục gửi cho các bạn những bài tập để các bạn có thể thực hành ở nhà, và sau khi các bạn làm xong, các bạn sẽ gửi lại cho thầy để thầy có những phản hồi cho các bạn nhé. Và video ngày hôm nay đã kết thúc rồi, thầy sẽ hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.